Xin chào mọi người nhé, chúng ta cùng chuẩn bị theo dõi trận thi đấu vòng 1/16 nội dung đơn nam. Tay vợt Trần Lê Mạnh An đứng phía gần màn hình sẽ thi đấu với tay vợt Ni của Malaysia. Tay vợt của Malaysia với trang phục áo màu xanh quần trắng đứng phía xa màn hình. Cùng bắt đầu theo dõi trận thi đấu đơn nam vòng 1/16 giữa Trần Lê Mạnh An và tay vợt Lee của Malaysia. Mạnh An là người giao cầu trước và đập cầu rất tốt của tay vợt Malaysia. Điểm số đầu tiên đã thuộc về tay vợt Lee của Malaysia, 1-0. Và đập cầu chính xác của Mạnh An. Số được cân bằng 1-1. Và đặt cầu không qua lưới. Điểm cho tay vợt Malaysia 2-1. Đáng tiếc của Mạnh An. Điểm cho Malaysia 3-1. Yeah,
rộng. Hai điểm cho Mạnh An 2-3. Đổi ra cầu 4-2. Và dứt điểm chính xác của tay vợt Malaysia. Điểm cho tay vợt Malaysia 5-3. Của Mạnh An, điểm cho Mạnh An 5-8. Ngồi bỏ cái bảng kia ra, ngồi đứng và giữ cái bảng này, còn cho cái bảng điểm kia lui vào trong. Cầu hỏng rất đáng tiếc của Mạnh An, điểm cho tay vợt của Malaysia 9-5. Cho tay vợt Malaysia. Thành công của tay vợt Lee Sungi của Malaysia 11-5 cho tay vợt Malaysia. Hiện tại điểm số là 11-5, tay vợt Malaysia đang dẫn trước với khoảng cách là 6 điểm. Do cầu cho Mạnh An 6-11.
tài xác định cầu trong sân. Điểm cho tay vợt Malaysia 12-6. Tay vợt Malaysia 15-7. Mười sáu tám cho tay vợt Lee của Malaysia. Và đập cầu chính xác của Mạnh An, tỷ số được rút ngắn xuống còn 96. Và đập cầu rất tốt của tay vợt người Malaysia 18-9. Và đập cầu thành công của Mạnh An, đổi gió cầu 10-19.
thủ rất hay của Mạnh An, rất cố gắng. Đáng tiếc rằng một pha phòng thủ thứ ba thì Mạnh An đã không thể đưa cầu qua lưới. Điểm cho đội tuyển Malaysia. Mười chín mười. Pha lên lưới rất nhanh của tay vợt Lee Sung Ji của Malaysia. Điểm số giờ là 20-10, điểm cuối của set đấu thứ nhất. Trước đó thì Mạnh An đã có một pha phòng thủ đầy cố gắng. Rất khoan của tay vợt Lee Sung Ji. Điểm cho Mạnh An 11-20. Cầu trong sân 12-20. Vậy thì ở set đấu thứ nhất, Mạnh An đã để thua tay vợt Lee Sung Ji của Malaysia với điểm số là 21-12. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi trận đấu thứ hai. Tay vợt của Malaysia với trang phục áo xanh quần trắng đứng phía gần màn hình, người giao cuộc trước. Trận đấu thứ nhất thì Mạnh An đã để thua tay vợt của Malaysia với điểm số là 21-12. Cầu trong sân, điểm số đầu tiên đã ở hiệp 2 đã thuộc về tay vợt của Malaysia 1-0. Điểm cho Mạnh An 1-1. Điểm cho tay vợt Malaysia 3-1.
điểm cho Tây vực Malaysia 5-1. Hai lăm cho Mạnh An. Sáu hai cho Tây vợt Malaysia. Điểm cho Tây vực Malaysia 7-3. Cầu rất hay của Mạnh An, cầu lật lưới, điểm cho Mạnh An 4-8. Đổi giao cầu cho từ Malai 9-4. Và đập cầu chính xác của Mạnh An, điểm cho Mạnh An 5-9. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho Minh An 69. Điểm cho tay vợt Malaysia 17. Và kết thúc chính xác của Mạnh An. Điểm cho Mạnh An 80. Tám cho tay vợt của Malaysia. Mấy bạn đứng ở trước nhanh nhanh hộ cái. Điểm cho Malaysia 12-8. Cầu 13-10. Em ở trong này bao giờ? Ở trong này đến bao giờ? Em ở trong này chưa có ngày ra. Chưa có ngày về đấy. Ok rồi. 14-10. Chinese Taipei, Tokyo.
12-14 cho Mạnh An. Ngoài điểm cho tay vợt Malaysia 16-13. Kết thúc thành công của tay vợt Lee Song Yi của Malaysia 17-13. Điểm cho tay vợt Malaysia 18-13. Lưới của Mạnh An, điểm cho tay vợt Malaysia 19-13. Và đập cầu tốt của Mạnh An, điểm cho Mạnh An 14-19.
phòng thủ rất đáng tiếc của Mạnh An. Mạnh An đã rất chủ động trong tình huống vừa rồi nhưng cầu không qua lưới. Điểm cho tay vợt Malaysia 20-14, điểm cuối của trận đấu. Cầu ngoài 15-20 cho Mạnh An. Malaysia mặc dù Mạnh An rất cố gắng nhưng không thể đỡ được quả cầu vừa rồi và điểm số cùng là 21-15, thắng nghiêng về tay vợt Malaysia với tỷ số 2-0.